Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục diễn biến bộ phim Băng Hòa Ma Chủ. Trong tập trước, Niệm Băng và Lý Đắc đã có một trận giao thủ kịch liệt. Người giành được chiến thắng chính là nam chính của chúng ta. Vừa mới dạy cho Lý Đắc một trận, giết con dao Băng Băng vào người lão thì hội trưởng Long Chí bất ngờ xuất hiện. Ông ta liên tục vỗ tay khen ngợi Niệm Băng, quả thực rất xuất sắc. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể vận dụng ma pháp đa dạng tới như vậy. Lý Đắc thực sự đã tìm được một hạt giống tốt. Hóa ra đây chỉ là một bài kiểm tra mà Long Chí tạo ra để thử thách hắn. Lý Đắc căn bản không phải là người của băng thần tháp. Một ma đạo sĩ hệ thủy có thể sử dụng một vài ma pháp hệ băng cấp thấp, chỉ là uy lực và lực khống chế đều không bằng ma pháp sư hệ băng mà thôi. Niệm Băng liền tỏ ra ngạc nhiên. Song sắc băng phong cầu là một loại ma pháp cao cấp, vậy nhưng tại sao Lý Đắc lại có thể sử dụng được? Ông ta đắc chí cười đùa rồi lấy ra một quyển trục. Vì muốn kiểm tra hắn mà ông ta đã lãng phí quyển ma pháp chân quý này. Mục đích kiểm tra là để xác định hắn có phải là gián điệp của băng thần tháp hay không và có phải là người mà băng tuyết nữ thần đang tìm kiếm hay không. Vì tình hình của công hội không được tốt, nên khi có một nhân tài như hắn gia nhập thì phải thật cẩn trọng, hy vọng rằng hắn có thể hiểu. Từ nay về sau hắn chính là người một nhà của công hội nhất định sẽ tập trung bồi dưỡng, cho dù hắn có bất cứ yêu cầu gì đi chăng nữa thì công hội cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Nói xong, Lý Đắc liền lấy ra một quyển sách đưa cho Niệm Băng, trong đó có ghi chép một vài tâm đắc của ông về việc hoán đổi giữa nguyên tố băng và thủy, còn có một vài ma pháp hệ thủy cấp thấp nên hắn cứ giữ lấy mà tham khảo. Sau khi nam chính rời khỏi đại điện để về phòng nghỉ ngơi thì ông ta cứ liên tục trách mắng Long Chí chuyện kiểm tra bàn nãy. Ông sợ rằng chuyện vừa rồi sẽ khiến cậu ta vướng bận trong lòng. Long Chí cho rằng chỉ cần công hội đối xử tốt với hắn thì chắc chắn hắn sẽ không mang hận. Lý Đắc rất yêu quý Niệm Băng, ông nhìn ra hắn có tâm tư đơn thuần, lại một lòng cố gắng học tập nên chắc chắn sẽ không phản bội công hội. Vậy nhưng, Long Chí thì vẫn có suy nghĩ ngược lại, tâm tư của Niệm Băng có thể đơn thuần hoặc là tâm cơ quá sâu, đến ngay cả ông cũng không thể nào tra xét được những suy nghĩ thực sự của hắn. Niệm Băng quay trở lại phòng nghỉ ngơi, còn đang nằm nghỉ ngơi thư giãn thì hắn nhớ ra mình còn phải che củi. Vậy nên lập tức 3/4 cẳng chạy về thanh phòng trài. Lúc này, Lý Thúc đang bị tên phó bếp quát mắng vì mãi chưa che củi xong. Niệm Băng vừa chạy về đến thì bị tên bếp phó quát mắng một trận. Hôm nay, thanh phong trai có khách quý tới nên phòng bếp cần củi gấp, vậy mà mãi vẫn chưa xong. Nếu làm lỡ thời giờ lên món thì hai người có chịu trách nhiệm được hay không? Lần này thì hỏng thật rồi, Niệm Băng vốn muốn vào công hội đăng ký cho xong rồi quay về chặt củi, vậy nhưng ai ngờ lại quên mất. Tên bếp phó lại tra hỏi Niệm Băng sáng sớm đã đi đâu. Niệm Băng bảo mình có chuyện gấp nên đã ra ngoài một chuyến. Vì quá vội vàng nên đã không nói với Lý Thúc. Gã tài cho hai người thời gian một nén hương, phải chặt cho xong củi, nếu không cả hai sẽ bị đuổi việc. Đúng lúc này Tuyết Tĩnh xuất hiện, nàng ta tức giận đi tới nắm tay Niệm Băng tra hỏi. Hôm qua, nàng cũng đi tìm hắn cả ngày vậy nhưng không thấy. Nàng muốn biết rốt cuộc hắn đã đi đâu, có phải là chạy đi đâu phong lưu khoái hạ rồi không? Nàng tìm thấy hắn là vì đang có chuyện gấp, vậy nhưng Niệm Băng lại từ chối, hắn còn bận chè củi. Nhà bếp đang cần gấp nên không thể nào để cho Lý Thúc làm một mình được. Tuyết Tĩnh nghe vậy, liền kêu bếp phó đến chè củi phụ giúp Lý Thúc. Bây giờ chỉ cần Niệm Băng thể hiện tốt thì nàng ta sẽ bảo mình thúc dậy thêm vài món mới. Hắn suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý đi với nàng ta. Nếu không đi cùng thì cũng sẽ bị cô nương này tiếp tục cuốn lấy, mà đi cùng thì lại được mình thúc dậy thêm cho một vài món mới. Hóa ra nàng ta nhờ Niệm Băng giúp đỡ là vì muốn hắn ra làm bạn trai của mình để thăm dò người mà mình thích thầm. Cho nên, bắt Niệm Băng tối nay phải cùng nàng đến tham dự hội yến tiệc. Nếu như người trong lòng nàng cũng có tình cảm, thì chắc chắn người đó sẽ đố kỵ. Niệm Băng chưa từng tham gia yến tiệc bao giờ nên từ chối. Vậy nhưng nào ngờ nàng ta vừa giơ nắm đấm ra thì hắn lại thay đổi ý định. Với tính khí nóng này của cô gái này, nếu không đi cùng thì đối phương sẽ càng làm lớn chuyện lên thôi. Tuyết Tĩnh đưa Niệm Băng đến một căn phòng, ngoài Chu Linh Nhi và người thân của nàng thì Niệm Băng là người đầu tiên được đến đây. Đưa cho hắn một bộ y phục. Đây là bộ mà nàng phải khó khăn lắm mới mượn được từ chỗ Linh Nhi. Đó là y phục của ma pháp sư cao cấp. Tuyết Tĩnh muốn đêm nay Niệm Băng phải đóng ra thành ma pháp sư cao cấp. Niệm Băng cảm thấy bất an, một đại ma pháp sư như hắn mà lại đi xa mọ thành một ma pháp sư cao cấp thì không biết có xảy ra chuyện lớn gì hay không. Sau khi thay đồ xong, dáng vẻ của nam chính liền thay đổi rõ rệt. Nhìn hắn ta mà Tuyết Tĩnh phải đỏ mặt vì trông quá đẹp trai. Suýt chút nữa thì bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Nàng đi qua đi lại quan sát một vòng rồi dạy Niệm Băng khiêu vũ. Một tay để lên eo, còn một tay hắn thì nắm lấy tay nàng. Đang lúc hai người khiêu vũ mặn nồng theo từng điệu nhạc thì phụ thân của Tuyết Tĩnh đột nhiên đi tới. Niệm Băng không còn cách nào khác đành phải trốn đi. Nếu để cho Tuyết Cực nhìn thấy thì ông ta nhất định sẽ băm hắn thành từng mảnh.
Tuyết Tĩnh đang cố gắng đánh lạc hướng cha mình để Niệm Bằng có đủ thời gian tìm chỗ trốn đi. Thấy con gái có điệu bộ lạ lùng như vậy nên ông đã sinh nghi. Ông tiến lại gần chỗ ngủ của nàng, vừa nói chuyện vừa quan sát xung quanh. Đang nói chuyện bình thường thì ông phát hiện Niệm Bằng ở trong phòng. Tuyết Cực lập tức xuất ma pháp đẩy Tuyết Tĩnh sang một bên rồi lôi Niệm Bằng ra ngoài. Tuyết Tĩnh cố gắng giải thích rằng đó chỉ là một thị nữ bình thường mà thôi. Vậy nhưng Tuyết Cực lại muốn xem thị nữ này trông như thế nào. Không còn cách nào khác, Niệm Bằng đành phải đứng dậy chào cung kính. Tuyết Tĩnh bối rối chỉ biết giải thích với phụ thân rằng đây chỉ là một người bạn. Lúc này ông đột nhiên đi tới vì sợ bị hiểu lầm nên mới giấu Niệm Bằng đi. Thấy Niệm Bằng mặc bộ đồ mà pháp sư hệ hỏa nên Tuyết Cực yêu cầu hắn giới thiệu bản thân. Niệm Bằng thành thật khai báo tên tuổi, cũng cho biết bản thân mình không phải là ma pháp sư hệ hỏa, bộ đồ này là do Tuyết Tĩnh mượn về. Thậm chí còn tự thừa nhận mình chỉ là một hạ nhân chặt cùi mà thôi. Nói xong, Niệm Bằng liền rời đi, còn Tuyết Tĩnh phải ở lại giải thích cho Tuyết Cực. Tuyết Tĩnh giải thích, các nữ tử đến tham gia yến hội hôm nay đều mang theo bạn nhảy nam, nàng vì không tìm được ai nên mới nhờ tới Niệm Bằng. Hắn tuy chỉ là một hạ nhân chặt cùi bình thường, về nhường tướng mạo lại vô cùng xuất sắc. Đồng thời khẳng định mình không thèm thích loại gối thiêu hoa như hắn. Sau khi biết được mọi chuyện thì Tuyết Cực cũng rời đi. Sau khi ông ta rời khỏi thì cả hai lại tiếp tục khiêu vũ. Về nhưng vì chưa quen nên hắn cứ liên tục dẫm lên chân Tuyết Tĩnh khiến nàng tức giận, muốn bóp chết tên tiểu tử này ngay lập tức. Sau cùng, Tuyết Tĩnh phải thay một đôi giày nặng đúng 15 cân để tránh hắn dẫm vào chân. Nàng ta mang đôi giày sắt ra ngoài tập luyện. Tập luyện đến thở không ra hơi thì Niệm Bằng cũng biết khiêu vũ một chút. Tuyết Tĩnh nói rằng nếu như hắn là ma pháp sư thì tốt biết mấy. Như vậy thì có thể đường đường chính chính theo đuổi nàng rồi. Nhưng dù chỉ là một ma pháp sư trung cấp thì cũng không sao cả. Niệm Bằng nghe thế vậy liền nhanh trí đối đáp, cho rằng bản thân mình dù không phải là ma pháp sư đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa là thân phận sẽ thấp kém. Tuyết Tĩnh nghe vậy liền cười phá lên khiến hắn rất tức giận. Nghề nghiệp không nên có phân biệt cao thấp sang hèn. Tối đến, cô nàng thay một bộ y phục rất lộng lẫy để đi tới yến tiệc. Nhìn bộ dạng của nàng ta cũng làm cho nam chính muốn lé con mắt. Hai người nhanh chóng lên xe ngựa. Vừa đi Tuyết Tĩnh vừa dặn dò, lúc ở trong yến tiệc, hắn nói chuyện với nàng nhất định phải thân mật một chút, đừng tỏ ra cung kính. Cũng không được gọi là tiểu thư nữa mà phải gọi là Tĩnh Nhi, như vậy mới không bị lộ tẩy. Nơi họ đến chính là Phủ Ba Tước. Cung điện ở đây rất xa hoa và lộng lẫy, Niệm Bằng bỗng nhiên lại hắt xì. Hắn linh cảm có điều gì đó không lành sắp xảy ra ở đây thì phải. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên để lại cho chúng mình một like và một lời nhận xét góp ý nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!